Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tuổi Tỵ nói chung và tuổi Kỷ Tỵ nói riêng là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tuổi Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Họ thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ sống khá khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của những người khác. Dù biết điều đó tốt cho mình, nhưng cái tôi cá nhân của tuổi Tỵ không cho phép họ tuân theo lời chỉ bảo của bất kỳ ai. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của tuổi Kỷ Tỵ. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và vận trình của tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 12 âm lịch. Và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng này để quý vị và các bạn có một tháng bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 âm lịch, tức ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là phích lịch hỏa, tháng Sửu lục hợp tí, tam hợp tỵ và dậu thành kim cục, xung mùi, hình tuất, hải ngọ, phá thìn, tuyệt mùi. Đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 3 tháng 12 tới ngày 15 tháng 1 năm 2021 dương lịch có nạp sát là Quý Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 12 tới ngày 27 tháng 1 dương lịch có nạp sát là Ất Hợi. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 12 tới ngày mùng 8 tháng 2 dương lịch có nạp sát là Đinh Hợi. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất là ngày 12 tháng 12, tức ngày 24 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 12, tức ngày mùng 5 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 trong tháng 12 âm lịch. Kỷ âm thổ gặp Tỵ âm hỏa nên gọi là thiệt thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này các gia chủ tuổi Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Trong tháng này, các gia chủ Kỷ Tỵ sẽ cần chú ý ngày âm lịch 15 tháng 12 tính ngày 27 tháng 1 dương lịch có nạp sát là Ất Hợi.
Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ Kỷ Tỵ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Kỷ Tỵ. Bước sang tháng 12 âm lịch, Tỵ Sửu tạo nên cục diện tam hợp, nhưng người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển vượt trội của sự nghiệp. Với may mắn trong công việc, người tuổi Kỷ Tỵ sẽ được thăng chức trong tháng này. Bạn sẽ thấy dễ dàng để đạt được nhiều thành tích trong công việc và những nỗ lực của bạn được cấp trên công nhận. Tuy nhiên, trong tháng 12 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Kỷ Tỵ cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà bạn có thể bị nhiều cái xấu nhòm ngó. Ngoài ra, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉn chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để kế hoạch sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Kỷ Tỵ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Quý vị thân mến, trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội được tư vấn miễn phí từ thầy Gia Cát tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiện trên màn hình. Tài lộc của tuổi Kỷ Tỵ. Xem tử vi tháng 12 âm lịch có cho thấy rằng người tuổi Kỷ Tỵ không cần quá lo lắng về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc. Các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Thời điểm này sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển tài lộc. Bản mệnh nên chú ý nắm bắt thời cơ, chớ nên để thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ Kỷ Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Tỵ có dấu hiệu phát triển khá tốt trong tháng 12 âm lịch. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hái hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Tuy nhiên, với những người đã có gia đình thì bản mệnh cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, lắng nghe nhau, hãy dành thời gian này cho người đó và các con của bạn. Một chuyến dã ngoại sẽ khiến tình cảm gia đình gắn bó hơn. Vậy nên để kích hoạt đào hoa, người tuổi Kỷ Tỵ hãy sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Về sức khỏe, tuổi Kỷ Tỵ sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 12 âm lịch. Do bạn thường tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi, điều này sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng. Những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya, vấn đề gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra, bạn cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữ chế độ ăn uống hợp lý và tập thể dục thường xuyên. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Kỷ Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả cho việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với anh chị về vận trình tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Nhìn chung mọi phương diện đều khá ổn định, nhưng gia chủ tuổi Tỵ là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng 12 âm lịch. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp,
cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!